để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên. Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau. Phần 1. Tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. 2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường. Người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phần 2. Tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở. Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau. Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà. Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc. Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm. Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học. 2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp. Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn. Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi. Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên. Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên. 3. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá. Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá. 1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. 2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể. Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy. Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày. 3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau. Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày. Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1-2 lần một ngày. Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày. Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.